Cái học nhiều là tốt, nhưng bây giờ em đang phải sửa, em hiểu không? Nếu em học quá nhiều thì em phải dành sức, em tập trung vào quá nhiều thứ thì em không sửa được. Và em chỉ sửa một bài này thôi, mọi thứ nó sẽ ok. Đấy chính là công thức để học tiếng Anh thành công, em hiểu không? Nào, ok, Chi. Tell me the story of a kid. Go. A kid. Ê, vừa bảo là a kid xong, lại nào. A kid. Ờ kìa, đã bảo đọc lại, thầy bảo là bài a kid. Lại. A kid. Ờ, lần thứ ba rồi đấy. Em không biết xài đâu à? Em không ạ. Ờ, đây mới học nên thầy tha cho em nhá. Nào, đây là một sai mà em phải sửa ngay lập tức nếu em còn muốn học tiếng Anh. Có đồng ý không? Dạ, ok ạ. Thế theo em thì nó sai ở đâu? Bây giờ thầy thử hỏi em nhá. A kid, a kiss. Nó khác nhau ở đâu? Cái có S và cái không có S ạ. À, thế em có nhìn thấy trong bài có S không? Dạ, có. Ừ, đấy. Nó đau khổ chỗ đấy đấy em ạ. À. Học tiếng Anh bao năm rồi? 6 năm ạ. Ờ, 6 năm thì biết gì không? Không. Thực ra là biết đúng không? Nhưng mà thầy hỏi thì bảo là không đúng không? Nên trong 6 năm mình học chăm không? Em có chăm thầy ạ. Có chăm nhưng mà không đạt được kết quả gì mà vẫn cố được 6 năm. Thế liệu có cố được 4 năm nữa không? Để làm gì hả thầy? Để cho tròn 10 năm. Nào, thế có cố được 4 năm nữa không? Dạ. Cố để làm gì thầy? Cố để cho tròn 10 năm như còn gì nữa. Em năm nay bao tuổi rồi? Em 21 ạ. Em có tin là em học tiếng Anh đến 80 tuổi vẫn không thành công không? Không. À, không tin thầy, tôi về thầy bảo cho em tin nhá. Nếu em cứ đọc a kid thì lúc nào em sẽ cũng đọc như vậy. Và đấy không chỉ là một từ đâu mà tất cả những âm đuôi tiếng Anh sẽ bỏ. Và cái khác biệt của tiếng Anh là nó cái âm đuôi nó quan trọng như cái dấu ở trong tiếng Việt á. Nếu bây giờ để nói tiếng Việt mà không có dấu, thầy chẳng biết nói nào nữa. Thì theo em nghĩ em có hiểu không? Em có thấy nó buồn cười không? Buồn cười. Nếu em phải nói tiếng Việt không dấu suốt đời, em có thấy nó buồn cười không? Có. Thì trong tiếng Anh nếu em bỏ cái âm cuối thì nó cũng như vậy. Và nó rất dễ em ạ. Em nghĩ phát âm âm cuối khó không? Có ạ. Có cái gì mà có? Bây giờ thầy bảo em nhá. Bình thường em phát âm cái từ một nụ hôn là gì? A kiss ạ. Thì bây giờ thầy bảo em phát âm giống hệt thầy này. A kiss. A kiss. Có thấy nó hay không? Có. Sang thằng mồm không? Có. Nào bây giờ họ trả lời lại khó không? Không. Thế từ bây giờ đọc nhá. Nào go. A kiss. Carlos buy a new car. Nào. Vừa sửa là cái trên chưa kịp khen xong thì lại sai rồi. Nếu mà đúng là âm cuối mà em bỏ đúng không? Thì theo em khi em đọc là cắt lốt là đúng hay sai đã nào? Em không biết sai hay đúng. Nghĩ đi, đúng hay sai? Đúng á. Liền thiên. Nghĩ lại đi. Sai. Ở đằng cuối của tên anh ấy có cái gì? Có từ S ạ. Thế tại sao vẫn không đọc? Cố đọc cho thầy đi. Okay. Cắt lốt. À, đấy thì bây giờ có âm đuôi rồi nhưng vẫn phải sửa nhá. Và sửa cái này là cái quan trọng này Chi này. Em luôn luôn nhớ mà thầy vẫn hay bảo các bạn, tức là khi mà mình nói một tên của một người trong tiếng Anh này, hoặc là tên một địa danh, tên một thành phố, nó là một từ mới tiếng Anh, em hiểu không? Và em phải học để phát âm cho nó đúng. Carlos thì cũng tạm được, nhưng tên anh ý nên đọc là Carlos. Carlos. Nó mới chất đúng không? Bây giờ em tên là Chi mà thầy gọi em là Chí, em có buồn không? Thế nên em phải phát âm đúng anh ý, phải yêu thương anh Carlos thì mới giỏi tiếng Anh được, ok không? Vâng ạ. Ừ, tại cái búa này nó cũng hơi kêu hơi to á, cố gắng đọc đúng thì thầy đỡ phải đập nhá. Nào lại nào. Tên anh là gì? Carlos. Ok, thế tên em là Chí hay là Chi? Chi ạ. Thế thì từ sau không bao giờ có anh Carlos nữa nhá. Dạ, vâng. Chỉ là Carlos. Nào tiếp. Buy a new car. Lại không được rồi. Thì cái này là nó về ngữ pháp nhá. Nó vừa về phát âm vừa về ngữ pháp. Và em mắc một cái lỗi sai mà không đáng buồn, em biết vì sao không? Em không ạ. Vì cả cái nước này đều sai như vậy em ạ. Xưa em có học ngữ pháp không? Em có. Em có biết thì tại đơn không? Có ạ. Thế anh Carlos là he hay she hay it hay you hay I hay they? He ạ. He đúng không? Thế theo em là khi mà thì hiện tại đơn mà chủ ngữ là he thì đằng sau động từ phải như thế nào? Em biết thừa. Ừ, biết là thừa, nói đi. SC. Thêm SC ES đúng không? Vâng. Thế em thấy trong bài người ta có chia không? Có. Thế em có đọc không? Em không. Ôi trời ơi. Em có thấy nó vô lý không? Có ạ. Từ lúc nãy thầy mất hơi quá, nhưng mà em có hiểu vì sao mà 6 năm nay học tiếng Anh nó không được không? Trời ơi. Ừ. Thế bây giờ không cần thầy sửa. Thử đọc nguyên cái từ là anh Carlos mua cái gì đấy cho thầy nào. Mua thôi. Sau chữ mua là xong này. 2, 3. Carlos buy. Lại. Carlos buys. Lại phần nữa. Carlos buys. Nó có khó không? Không ạ. Thì nó cũng chắc hơi khó lên đầu một tí, nhưng mà em có thấy là mình chỉ cần chú ý một tí
thì nó chuẩn như vậy. Thứ nhất phát âm bằng đuôi, và cái thứ hai đấy mới là chuẩn ngữ pháp. Em đã hiểu vì sao mà em học ngữ pháp, em biết em khoanh bài tập rất chuẩn nhưng mà nói nó vẫn không chuẩn đâu. Chỉ mình không tập trung thôi, chứ nó không khó đến mức ý đâu, em hiểu không? Ờ được rồi. Nào về tiếp, đọc hết câu ý lại từ đầu cho thầy nào. Go. Carlos buys a new car. Chi có thấy mình xinh không? Có. Bây giờ em có muốn xinh hơn nữa không? Dạ em có. Nếu muốn xinh thì phải giỏi tiếng Anh. Mà giỏi tiếng Anh thì em phải sửa cái này cho thầy. Được chưa? Cái gì hả thầy? Đó là cái từ new. Em nói lại cho thầy nào. New. Nó không giống nhau. Thôi rồi, trong tiếng Việt thì ok, em có thể là nhầm L với N là ok nhá. Nhưng riêng tiếng Anh em phải sửa cho thầy. Và một điều đặc biệt này, thầy lừa em đấy. Thường thường các bạn sẽ sửa và sẽ sửa được luôn trong tiếng Việt. Em phải nhớ đấy là chữ N, nhưng thầy không phân tích là N thấp hay N cao hay cái gì cả, em hiểu không? Bây giờ em sẽ cố gắng làm sao tập trung hết sức bình sinh. Em nói từ này cho thầy và giống hệt thầy, nhớ không phải là lưu, nó là new. Nào bây giờ em phải cố gắng nghĩ cho thầy là nó giống hay nó khác, nó tập trung này, cố gắng một tí này. Lưu, new. Khác ạ? Nghe là khác rồi đúng không? Thì tập trung vào cái new nhá. Tập trung thật chậm này. New. New. Đó, thấy không? Thì em sẽ phải nhớ một điều nữa là khi mà mình tập sửa như vậy á, có thể ngay lúc này có thầy, có cái búa này thì em sửa được. Nhưng về em sẽ không sửa được đâu. Thì em phải luôn luôn nhớ là mình phải đọc chậm và tập trung và đừng có học nhiều. Thế tại sao mà lại không học nhiều hả thầy? Chưa nói xong là cãi xong rồi. Cái học nhiều là tốt, nhưng bây giờ em đang phải sửa, em hiểu không? Nếu em học quá nhiều thì em phải dành sức, em tập trung vào quá nhiều thứ thì em không sửa được. Và em chỉ sửa một bài này thôi, mọi thứ nó sẽ ok. Đấy chính là công thức để học tiếng Anh thành công, em hiểu không? Mà công thức để học rất nhiều thứ thành công, mình còn trẻ, mình nghe thầy này. Nào bây giờ sẽ nói thật chậm này. Carlos buys xong em dừng lại đấy, em thật tập trung. Nó là new. Nói cho thầy nào, hai bạn. Carlos buys a new car. Đó, ok chưa? Ok. Nhưng mà vẫn chưa ok. Còn đúng một từ nữa phải sửa. Và em sẽ thấy sau khi em sửa xong này, tiếng Anh của mình sẽ xịn hơn rất nhiều. Tí thầy sẽ so sánh cho em nhá. Đó chính là từ cuối cùng. Từ cuối cùng em thử phát âm lại cái từ ô tô xem nào. Ca. Đấy, chết rồi. Ca là cái gì? Nếu trong tiếng Việt ca là cái gì? Ca là cái cốc. Ừ, đấy, thì em phát âm rất chuẩn tiếng Việt. Nhưng tiếng Anh thì nó lại không chuẩn. Hiểu chưa? Dạ. Nào, trong tiếng Anh này, thường thường này, cái chữ C ở đầu này, em sẽ nhớ nhá, cái này không phát âm là giống chữ cờ ở trong tiếng Việt, mà nó sẽ phát âm là k. Đừng phát âm vội nhá. Để đây chuẩn bị đã. Để đây chuẩn bị đã. Nào em nhớ này, phát âm là k. Nào em thử phát âm cho thầy đi. Ừ, được rồi. Thế chê làm gì hết thầy? À, em thì bình thường, nhưng mà thấy các bạn lúc phát âm chuẩn ướt hết tai thầy. Thầy phải phòng thủ trước. Ok chưa? Yeah, nhưng mà đấy, trêu vậy thôi. Nó phải có cái như vậy. Thế nên em sẽ nghe này, ca và car. Nó khác nhau em nhá. Và sau khi em phát âm được từ này thì rất nhiều từ em có thể phát âm đúng. Ví dụ từ con mèo ngày xưa em sẽ phát âm là gì? Kép. Đúng rồi, thì chữ cờ như vậy không được nhá. Thì bây giờ em sẽ nhớ k, thì em sẽ phát âm là cat. Cat. Đấy, thì bây giờ từ car cũng như vậy. Và em thấy cái giá trị của việc học một từ và sửa được nhiều từ chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng ngày xưa em có biết là 6 năm của em không sửa một cái gì bao giờ đúng không? Từ bây giờ thầy gọi em là chi bồi nhá. Dạ không đâu. Ừ, thế được, thế thì sửa nào. Nào bây giờ nói lại một lần nữa nào. Car. Car. Được, nào bây giờ ghép cả cái câu nào. Một câu này sẽ mang lại cho em cái tiếng Anh lên level kinh khủng mà thầy thấy rất tiếc cho bọn em, là bọn em rất thích học nhiều nhưng một câu tiếng Anh mà nói chuẩn cũng không làm được, thì hôm nay em làm được và đó là bước đệm rất tốt cho về sau nhé. Về sau cực kỳ dễ luôn em ạ. Vì chuẩn mấy cái từ này về sau là dễ. Để nhớ cho thầy này, Carlos có âm đuôi này, buys nhớ chia này, này, new không phải lưu, ok, và car là nhớ. Go. Carlos buys a new car. Vỗ tay. Bây giờ Chi thử chia sẻ cho thầy là cái đoạn vừa rồi em nói cái câu vừa rồi xong, em có cảm thấy có cái cảm xúc gì nó khác không? Thấy tự tin hơn ạ. Ừ. Với cả là
cảm giác người khác hiểu mình nói cái gì. Nhưng khi em nói mà người khác không hiểu người em nói gì ấy. Đúng rồi, và em mặc định luôn, em biết chắc chắn là người khác sẽ không hiểu gì. Ngày xưa đây là lý do để thầy không làm thế nào mà giao tiếp được tiếng Anh em ạ. Mọi người không hay nói đến cứ bảo tôi không nghe nói được. Em có nghe nói được, nhưng mỗi lần thầy nói tiếng Anh mà cắt lốt bay ơ lưu ca như em vừa rồi á, là tự thầy thấy nó phèn. Em có thấy là lúc như mình nói như vậy thấy nó phèn không? Có. Thì khi thấy nó phèn thì mình ngại, mà mình biết là nói tiếng Anh nó ảo uôm á, gặp Tây thì mình cũng đoán là người ta nửa hiểu nửa không á. Thế tự những cái đấy làm cho mình tự nó tự ti đi, mất tự tin rồi, nó chẳng làm được cái gì em ạ. Nhưng em chỉ cần nói chậm được như lúc nãy là Carlos buys a new car, em có thấy nó oách không? Dạ có. Và đó là bước đệm để em mới học được tiếng Anh. Và bước đệm ấy dễ mà đúng không? Dạ vâng, dễ ạ. Ờ, thế nhưng mà em có thấy là áp lực từ thầy thì em sửa được, còn em tự ở nhà thì không sửa được đúng không? Vâng ạ. Vì sao? Em biết không? Thì chắc sợ cái búa của thầy. Không phải sợ cái búa đâu, vì thật ra là em chúng ta hay nói là tôi cố gắng, tôi nỗ lực, tôi tập trung, nhưng thật ra chúng ta không bao giờ tập trung được như vậy em ạ. Chứ thầy cũng không phải tập trung hơn em đâu, nhưng ngày xưa thầy phát hiện ra cái bí mật là nếu mà cố một tí này học ít lại, tập trung lại, thì sau cái từ đấy mà mình sửa được thì sửa được nhất nhiều từ về sau, và thầy mới có cảm hứng để học tiếp, chứ còn để bảo thầy học nhanh hơn bọn em là không có. Chị hiểu không? Dạ vâng ạ. Rồi, ok.